Chào các bạn, đây là Dreamy NL10S Pro Ultra Hit. Nghe cái tên thôi là các bạn biết là con robot mới này của Dreamy được trang bị rất là nhiều những thứ hay ho. Cái máy mình trên tay thì nắp nó sẽ là màu trắng, tuy nhiên phiên bản bán ra chính thức ở Việt Nam sẽ là màu vàng, bởi vì mình được mượn cái máy sớm hơn mọi người chút. Thì mình sẽ chia sẻ với các bạn xem là cái con này nó có gì hay. Trước tiên mình sẽ nói về khả năng đẩy chổi lau nhà ra khoảng một khúc rất là dài, giúp cho con robot này có thể lau được tận sát cái cạnh tường. Cái điều mà những con robot khác nếu mà không có tính năng đó gần như không thể. Và khi nó đi lau vào những cái chân ghế hay là chân bàn, nó cũng sẽ đưa dẻ lau ra và lau sát được cái chân ghế chân bàn. Bởi vì với cái thiết kế hình tròn bình thường, nếu mà không đưa cái dẻ ra như vậy thì nó không bao giờ chạm được vào sát tường hoặc chạm vào được sát cái chân ghế hay chân bàn. Thì mình nghĩ đó là cái tính năng quan trọng nhất của con DreamyBot NL10S Pro Ultra này. Đó, giờ đó mình muốn chia sẻ với anh em về nó. Cái thứ hai mình đánh giá cao đó là lực hút. Dreamy trang bị cho nó cái lực hút 7000 PA. Thì như vậy nó đã vào trong nhóm những con robot bụi lau nhà có cái lực hút mạnh nhất hiện nay. 7000 PA rất là mạnh. Với cái lực hút mạnh như vậy giúp nó hoàn thành nhiệm vụ hút bụi tốt hơn. Thì robot hút bụi lau nhà, trong đó có tính năng hút bụi là tính năng quan trọng nhất ha. Nó sẽ đi vòng trong nhà anh em, hút sạch những cái bụi bặm ở trên đó. Và nếu cái lực hút nó mạnh thì nó sẽ hút được những cái vật nó cứng hơn, nó khó hút hơn. Ví dụ như là những cái hạt cát hay là những cái hạt bê tông hay là những cái bụi mà nó bám hơi chắc vào nền nhà, hoặc là những cái sợi tóc hay những cái dẻ, đầu dẻ gì đó nó nặng. Thì với lực hút mạnh sẽ giúp cho nó hút được cái đó vào trong khay rác. Và dĩ nhiên trên cái chạm sạc của nó cũng có khả năng hút rác từ khay rác trong con robot vào trong cái chạm, bởi vì nó là dòng cao cấp mà. Hiện tại thì tất cả những con robot bụi lau nhà cao cấp nó đều trang bị tính năng đó. Tính năng đó, một là giúp cho khay rác nó sạch, nó trống. Hai là nó giúp cho cái filter nó sạch, nó không bị chặn. Như vậy mỗi lần nó đi vòng vòng nhà anh em nó hút bụi và nó về chạm nó được làm sạch. Thì như vậy gần như là lúc nào nó đi làm việc nó cũng mang một cái khay trống, một cái filter sạch. Như vậy nó sẽ làm việc hiệu quả hơn. Thì mình thử cho nó hút xem là có sạch hay không. Thì nó đã mang được những cái bụi hay là những cái rác cát hay là những cái bụi lớn từ trong cái khay rác nó lên trên cái túi của nó rất là hiệu quả. Và cái túi của nó thì để ngay bên dưới này. Túi này lớn lắm. Anh em có thể xài nó trong vòng vài tuần hoặc vài tháng tùy nhu cầu xài của mỗi anh em. Mình cho rằng cái tính năng tự động mang rác từ khay lên trên cái túi rác á, là một tính năng quan trọng sắp tới. Bất cứ một con robot lau nhà này phải có tính năng đó. Năm nay có thể không quan trọng nhưng mà sang năm buộc phải có. Bởi vì tính năng đó giúp cho con robot luôn luôn hoạt động hiệu quả hơn. Và chúng ta cũng không cần phải mang rác đi đổ nữa. Cái việc mang rác đi đổ nó một là tốn thời gian, hai là khó khăn ha, bởi vì cái họng để đổ rác nó khó lắm. Ba là khi chúng ta đổ như vậy thì có thể bụi bặm gì đó nó dăng lên mũi chúng ta, không hiệu quả. Cái thứ ba muốn chia sẻ với em đó là tự động giặt dẻ bằng nước nóng cũng như là sấy khô cái dẻ bằng hơi nóng. Con robot hút bụi lau nhà Dreamy NL10S Pro Ultra Hit này, cái chữ hit của nó mang ý nghĩa là như vậy. Tức là nó sẽ làm cho cái nước nóng lên ở cái nhiệt độ 58 độ C và đã dùng cái nước đó để nó giặt cái dẻ cho nó sạch. Thì khi mà giặt nước nóng như vậy, một là nó sạch hơn, bởi vì là với nước nóng nó làm cho những bụi bặm, những cái dơ bám trong dẻ được bung ra dễ hơn. Thứ hai là nó sẽ diệt khuẩn. Và nó có một cái bình chứa dung dịch làm sạch dẻ hay là dung dịch lau nhà ở trong con robot này. Và tự nó sẽ đưa hóa chất đó vào trong cái bình nước hoặc là đưa vào cái quá trình giặt dẻ. Thì như vậy nó vừa có hóa chất để giặt dẻ, nó vừa có nước nóng để giặt dẻ thì dẻ nó sẽ sạch hơn. Và đối với những con khác á, thì chúng ta sẽ pha cái dung dịch rửa lau sàn vào trong cái bình nước sạch. Nhưng mà con này sẽ tự động nó pha, chúng ta chỉ cần bỏ dung dịch vào trong cái bình nhỏ thôi, còn vật còn lại là tự động nó pha. Thì em thấy rằng là trên cái hộp mà đựng cái dung dịch lau nhà đó thì nó có hai cái tiếp điểm điện. Đó là cái tiếp điểm mà nó sẽ dùng để điều khiển cái motor bơm ở trong đó. Nó sẽ bơm vào một lượng dung dịch lau sàn, dung dịch giặt dẻ ở cái mức độ nào đó mà con thấy cần thiết. Và sau khi nó giặt cái dẻ sạch sẽ rồi thì nó sẽ có thể sấy cái dẻ đó bằng hơi nóng. Thì khi nó sấy bằng hơi nóng nó sẽ giúp cho cái dẻ khô nhanh hơn, cũng giúp cho cái dẻ nó diệt khuẩn được. Chúng ta cần có một cái dẻ khô nhanh hơn, bởi vì khi chúng ta để hai cái dẻ ẩm như vậy trong cái môi trường đó, nó sẽ có thể sinh ra nấm mốc hay là vi khuẩn. Và hoặc là chúng ta để cái máy có bụi lau nhà này ở trong một cái môi trường bếp hoặc là môi trường nào đó chúng ta nó hơi ẩm thì sẽ dễ dàng phát sinh ra những cái nấm mốc vi khuẩn. Thì cái việc dùng hơi nóng để sấy như vậy giúp cho nó sạch sẽ hơn, ngon lành hơn. Hồi nãy mình nói ba cái là về phần cứng, cái này là về phần mềm. Clean Genius
Đây giống như là một cái giải pháp thông minh, giải pháp phần mềm nhiều hơn là phần cứng ha. Khi chúng ta chạy tính năng này thì nó sẽ đi vào nhà chúng ta, nó tự động, nó có cảm biến để nó biết rằng là cái nền nhà sạch hay là dơ, cái dẻ sạch hay là dơ. Và như vậy nó sẽ quyết định là lau ở mức độ nào và lau một hoặc là hai lần. Và nó biết rằng là à, đây là bếp, đây là phòng ngủ, đây là phòng tắm gì đó, thì nó tự động nó đưa ra một cấu hình sẽ phù hợp ha. Nó cần phải đi dè xuống nhiều hơn, nó cần phải xoay mạnh hơn, hoặc là cần xoay nhẹ hơn. Hoặc nó phát hiện ra thảm thì nó có thể nhấc cái dè lau lên, nó nhấc khoảng chừng 10mm đó, và nó sẽ đi vào thảm, nó tự động nó tăng cái lực hút của cái máy lên để hút sạch sẽ hơn. Thường thường thì những con robot ở nhà khác á, nó cũng có tính năng tự động, nhưng mà đối với lại cái này thì nó phù hợp hơn với từng khung cảnh, nó không có áp dụng chung thôi, tùy chỗ, tùy khu vực, tùy cái độ bẩn của dẻ, tùy cái độ bẩn của nền nhà mà nó đưa ra một cái cấu hình lau phù hợp hơn, thậm chí lau hai lần ví dụ vậy. Thì đó là những cái mà mình nghĩ rằng anh em cần quan tâm. Phần thứ năm mình muốn nói với anh em là về cái thiết kế và hoàn thiện. Thì trước tiên chúng ta nhìn thấy rằng là nó có một cái thiết kế rất là đơn giản ha. Con robot thì hình tròn, ở bên trên có cái phần quay lidar, về trước thì có cái phần camera cũng như cảm biến. Camera này thì chúng ta có thể dùng để ghi hình xung quanh cũng được, khá là hay ho. Rồi ở bên cái chạm có một thiết kế khá đơn giản và mượt ha. Phía dưới này là khu vực để phần túi rác, cái nắp rất là dễ mở và dễ gắn ra đây. Bên trên này có hai thùng nước lớn ha, một là đựng nước sạch, hai là đựng nước dơ. Cái thiết kế này làm cho chiều rộng của cái chạm nó hẹp hơn, bởi vì Dreamy đã mang hộp đựng hóa chất vào đây. Đối với những con khác thì mình thấy rằng là cái chiều rộng của nó khá là cao, bởi vì họ để hộp đựng hóa chất trên này. Đó, đó là mình thấy là cái thiết kế này đơn giản và đẹp. Về ứng dụng và bản đồ á, thì dĩ nhiên đây là một con robot dòng cao cấp của Dreamy, cho đó là những cái đó gần như là buộc phải ngon lành rồi. Nó sẽ rất là nhanh chóng vẽ được cái bản đồ nhà anh em, bởi vì nó được trang bị cái hệ thống lidar rất là ngon. Nó đi ra cái này dòng một chút xíu rồi nó vẽ được, và mình thử nó làm việc ở một cái phòng 200m2 nó cũng vẽ rất là nhanh và làm rất là kỹ. Sau khi nó vẽ xong thì anh em có thể bố trí lại cái phòng anh em, cho thêm hình 3D, giường tủ, bàn ghế gì đó. Rồi em có thể vẽ những cái khu vực cho nó vào, hoặc là không cho nó vào, hoặc là những cái tường ảo cái gì đó, cái thể anh em có thể edit được. Đó, rất là dễ. Nó cũng dễ dàng đi tới những chỗ nào đó mà anh em muốn nó tới. Bình thường thì chúng ta có thể cho nó chọn phòng, nó tự tạo ra những cái phòng theo cái detail của nó, và chúng ta có thể edit lại. Và nó quyết định đây là phòng bếp, em nói là lệnh là đi lau phòng bếp, hoặc là phòng ngủ gì đó. Hoặc là chúng ta có thể nhập 2-3 phòng lại với nhau. Chúng ta có thể cho nó tới một cái điểm nào đó chúng ta muốn. Ví dụ là mình biết là cái điểm đó nó mới có một cái bụi đổ ra, hoặc là một cái vết dơ, hay một cái cà phê đổ hay tương đổ gì đó, mình muốn nó đi nó dọn, thì mình cho nó một cái chỉ điểm nó tới nó dọn. Cái đó nó làm rất là ngon, cũng rất đơn giản, và chúng ta có thể chọn được rất là nhiều cái lựa chọn trong cái quá trình hút hoặc là lau. Bởi vì đây là con robot của lau nhà, cho đó anh em có thể cho nó hút không, lau không, hoặc là vừa hút vừa lau. Thì trong cái lực hút đó, nó cho chọn lực hút cao thấp gì đó. Trong cái lau nó cho chọn lau kỹ hay lau sơ sơ, rồi thậm chí nó cho anh em chọn luôn là cái lượng nước mà nó sẽ dùng để lau bao nhiêu. Bản thân là trong con robot này nó sẽ có một khay nước, nó sẽ dùng nước ở trên này, nó bỏ xuống đó và nó mang đi nó lau. Rất là hay ho. Và anh em nhớ rằng là đối với những chỗ anh em lau á, em nên lau một hoặc hai lần. Mình nghĩ là hai hoặc ba lần cũng được. Ví dụ như là mình thấy có một cái con mình đổ miếng tương ớt hay là cái ly cà phê xuống cái sàn, thì mình có thể lau sơ đi trước nếu mà cái tương rất là nhiều, sau đó mình cho robot đi làm, thì có thể cho nó làm 1-2-3 lần những được, sau đó nó về chạm nó giặt để làm lại, giặt làm lại, thì như vậy nó sẽ triệt để sạch sẽ rất là nhiều. Trong cái thử nghiệm của mình thì mình thấy rằng lần đầu tiên nó sẽ mang đi một ít, sau đó mình cho vô trong cái máy nó giặt đi. Nó giặt xong thì cái dẻ nó sạch sẽ luôn. Sau đó mình lại cho nó đi nó lau thêm lần nữa thì nó mang một ít về. Và mình cũng thử mình coi xem là nó lau như thế nào, thì mình thấy được cái dơ nó bám vào trong cái dẻ đó, trong khi mắt mình không thấy điều đó rõ ràng. Rồi mình lại cho robot giặt lần nữa thì nó lại sạch hơn. Đó, ví dụ như vậy. Những tính năng này tùy anh em sẽ quyết định xem là dùng nó như thế nào và dùng ra sao. Tại vì mỗi môi trường sử dụng mỗi người sẽ khác nhau mà.
Đó, thì cơ bản sẽ là như vậy. Mình tổng kết lại xíu ha. Thứ nhất, DreamyBot L10S Pro Ultra Hit này sẽ có lực hút rất là mạnh, 7000 PA. Nó có cái dẹ lau có thể mở ra, mở vô để lau được sát tường cũng như là sát những cái chân ghế trên bàn. Rồi nó có cái hệ thống để có thể tự động dịch dẹ bằng nước nóng cũng như hóa chất và tự động làm khô dẹ. Nó có bình nước dơ, bình nước sạch rất là lớn, rồi bình hóa chất, gần như là full đầy đủ tính năng của một con robot bụi lau nhà cao cấp. Và một thiết kế rất đơn giản và đẹp. Rồi, xin cảm ơn.